xin giới thiệu với tất cả các fan của Battlecry, siêu sale sinh nhật Shopee 12 tháng 12 tại Thời Trang Nam Favity, giảm giá tới 70% toàn bộ sản phẩm thu đông, ngập tràn deal 1K với 17.000 sản phẩm, quần thể thao nam chỉ 52K, áo giữ nhiệt chỉ 34K, áo len cổ lọ lông cừu chỉ 99K, áo dài tay thun thể thao chỉ 1K dành cho tài khoản mới, miễn phí ship toàn quốc khi đặt hàng tại đường link bên dưới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry. Khi cụ Hồ biết tin Pháp chọn Điện Biên Phủ để tiến hành trận quyết chiến quyết định, cụ đã lột ngay chiếc mũ trên đầu và ném lên bàn, chỉ thẳng vào chiếc mũ đang lật ngửa, ví như một thung lũng sâu và rộng. Cụ nói, quân Pháp sẽ bị chôn sống ở đây. Châu chấu đá voi. Trong cuộc chiến 9 năm với quân đội Việt Minh, bắt đầu từ năm 1946, quân đội Pháp đã để mất danh tiếng cũ khi chuốc lấy con số thương vong khổng lồ trên chiến trường. Năm 1952, đã có 90.000 lính Pháp chết, bị thương hoặc mất tích. Một sĩ quan cao cấp của Bộ Quốc phòng Mỹ là John Olley, người đã theo dõi sát sao tình hình cuộc chiến, nhận xét rằng Pháp đã mất số sĩ quan nhiều hơn cả số tốt nghiệp ở các trường sĩ quan của nước này. Bị đẩy lùi về thế phòng thủ, người Pháp phát điên lên với những người du kích. Những đòn đánh bất ngờ từ trong hư không và lớn hơn đó là thứ học thuyết chiến tranh nhân dân kỳ lạ của tướng Giáp. Người Pháp lúc này thèm khát một đòn đánh quyết định. Họ dàn trải quân trên khắp các mặt trận và bị đánh ở mọi nơi. Giờ đây, Pháp muốn một trận đánh lớn, muốn hút chủ lực của Việt Minh và dùng sức mạnh của mình để đè bẹp họ. Vào thời điểm đó, xu thế chung của thế giới là giải quyết các cuộc chiến tranh bằng hòa đàm và thương lượng, nhưng Pháp thì không muốn. Và những sức ép càng khiến người Pháp muốn đẩy nhanh các hoạt động quân sự để chứng tỏ ưu thế nước lớn của mình. Tai hại thay, Pháp đã chọn một cuộc đối đầu tại Điện Biên Phủ, vốn lâu nay đã là một trong những căn cứ của Pháp, vì Pháp kiểm soát con đường vào Lào, nằm ở khu vực hẻo lánh và cách Hà Nội hơn 400 km. Trên thực tế, chỉ có thể dễ tiếp cận Điện Biên Phủ bằng đường không. Đây là một thung lũng hẻo lánh, dài 20 km và rộng 5 km, bao quanh là một chuỗi các ngọn núi. Dân số chỉ hơn 10.000 người, sống rải rác trong những ngôi làng nhỏ ở vùng đất trồng trọt bằng phẳng. Trong gần một thế kỷ, chế độ thực dân đã tận dụng thung lũng Điện Biên Phủ để làm trung tâm cung cấp chính cho các hoạt động phân phối độc quyền thuốc phiện của chúng ở Đông Dương. Luôn có một sĩ quan Pháp cùng đồn trú ở đây. Để đấu với Việt Minh, quân đội Pháp rõ ràng có ý định về một trận đánh giàn quân trên một khu đất phẳng cùng với những chiếc xe tăng có hỏa lực mạnh nhất. Phía Việt Nam sẽ phải đưa quân đội và quân nhu vào Điện Biên Phủ với cùng khoảng cách nhưng bằng đường bộ. Để đến được Điện Biên Phủ, Việt Minh sẽ phải xây dựng những con đường mới và cầu phao, và chuyến hành quân đặc biệt này sẽ phải mất ít nhất là 2 tuần bằng cả đi bộ, đi xe đạp hoặc bằng thuyền nhỏ. Tháng 11 năm 1953, với sức mạnh không quân, Pháp đã tiến hành chiến dịch Hải Ly, thả 9.000 quân xuống khu vực này chỉ trong 3 ngày. Pháp bắt đầu lập các cứ điểm giống các pháo đài và cả những căn cứ. Pháp có kế hoạch triển khai 10.000 lính, nhưng với những động thái tăng quân sau đó, con số này đã tăng lên 16.000 lính. Lính Pháp bao gồm các trung đoàn không vận, đội lính Lê Dương, đội xạ thủ Châu Phi, binh đoàn thuộc địa người Việt và số lính đánh thuê người Thái, Lào và Mường. Tướng Henry Nava đã quyết định ăn mừng ngày Giáng sinh với các binh sĩ của ông ta ở Điện Biên Phủ để tăng nhuệ khí. Đại tá Christian de Castri được chỉ thị tổ chức bữa tiệc trong một căn lều lớn dựng bên ngoài trụ sở đầu não với sự hỗ trợ của nữ thư ký riêng Paul Bourguier. Lớn tiếng với các binh lính trong những bộ quân phục giản dị, Nava bảo đảm với họ về chiến thắng. Nava còn nói về tướng Võ Nguyên Giáp, ông ta không tin vào khả năng lãnh đạo đội quân của tướng Giáp. Ông ta nói rằng, ông Giáp thực ra là một thầy giáo dạy sử, có bằng luật và chưa bao giờ kinh qua một trường đào tạo quân sự nào. Mùa đông năm 1953, Richard Nixon, khi đó còn là phó tổng thống Mỹ, đã bí mật thăm Hà Nội. Ông ta có tới sông Hồng, quan sát một trận đánh ở Ninh Bình và lắng nghe kế hoạch chi tiết do Nava trình bày. Kế hoạch này đã được thiết kế cẩn thận với sự tham vấn của Thủ tướng Pháp Joseph Lanier và Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles. Kế hoạch này cũng đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của gần 20 sĩ quan quân đội cấp cao Mỹ và Pháp. Đại tá Christian de Castri, một sĩ quan kỵ binh bảnh bao
với lý lịch tham chiến ấn tượng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, được chỉ định là tư lệnh tại Điện Biên Phủ. Khi cụ Hồ Chí Minh biết tin về quyết định của Pháp chọn Điện Biên Phủ để tiến hành trận đánh quyết định, ông lột ngay chiếc mũ trên đầu và ném lên bàn, chỉ thẳng vào chiếc mũ đang lật ngửa, ví như một thung lũng sâu và rộng. Cụ nói với ông Giáp, quân Pháp sẽ bị chôn sống ở đây. Những đường hầm và giao thông hào. Khi Pháp bắt đầu đổ quân xuống Điện Biên Phủ, bằng con mắt tinh tường của mình, tướng Võ Nguyên Giáp biết rằng chỉ có một lực lượng pháo binh đủ mạnh mới có thể kết liễu được người Pháp. Do Pháp phụ thuộc nặng nề vào hoạt động hỗ trợ bằng đường không, lính Pháp đang ở thế bất lợi nghiêm trọng. Ngược lại với một thung lũng không gì che chắn, nơi mà Pháp hy vọng thực hiện một trận đánh giản quân kiểu cổ điển, thì những vùng núi và rừng xung quanh rất lý tưởng cho Việt Minh che giấu vũ khí. Thách thức lớn nhất với Việt Minh là làm thế nào để tay không chuyển những khẩu pháo nặng lên đỉnh đồi, qua những vạt rừng mênh mông, qua những dãy núi và đến được những địa điểm đã được ngụy trang trên những quả đồi bao vây quanh quân Pháp. Quân Việt Nam đã hành động bí mật và gần như là cả ngày cả đêm. Nhưng băng giá sẽ đổ xuống thung lũng khi hoàng hôn xuống, đặt ra một thách thức nữa. Vì những đường mòn rất hẹp, chỉ cần bánh xe chạy hướng một chút, pháo sẽ rơi xuống khe núi sâu. Nhưng người Việt Nam đã chứng minh cho người Pháp thấy họ có thể làm được những điều phi thường tới đâu, những điều mà khó có một dân tộc nào có thể làm được điều giống họ. Họ đã mở một con đường mòn mới ở những vũng lầy sâu tới mắt cá chân. Với nỗ lực phi thường, kiên nhẫn và thầm lặng, họ đã xây dựng lại những đường mòn và sau nhiều tuần đã kéo pháo vào vị trí chiến đấu. Để lên dốc, hàng trăm người đã gồng mình kéo những khẩu pháo nặng bằng dây thừng dài, từng chút một. Cả đêm, họ có thể kéo được khẩu pháo đi từ 500 tới 1.000 mét. Mỗi lần người Pháp nghi ngờ có động tĩnh, chúng lại cho máy bay dội bom, nhiều người đã chết dưới làn bom đạn này. Lúc này, dưới sự kinh ngạc của kẻ thù và cả một sự hy sinh lớn, quân Việt Nam đã đưa được tất cả pháo vào những vị trí trên đỉnh đồi bên phải, bao vây quân Pháp cùng những bãi đáp máy bay, thứ mà Pháp hoàn toàn phụ thuộc vào, thứ mà tướng Giáp từng gọi là cái dạ dày của Điện Biên. Tướng Giáp đã liên lạc với chỉ huy các tiểu đoàn từ một sở chỉ huy rất đơn sơ ở một khu rừng gần đó. Ông làm việc và sống bên trong một căn lều nhỏ ở dưới chân một quả đồi. Căn lều chỉ được trang bị một cái bàn gỗ, hai chiếc ghế mây và một chiếc giường đệm cỏ khô. Hầu như tất cả thời gian, ông có mặt trên lều và chỉ xuống hầm khi có không kích. Trong khi đó, lực lượng của Pháp dưới thung lũng có một phân khu trung tâm, xung quanh là 8 cụm cứ điểm chính được lấy theo tên của các tình nhân của đại tá Castori, cùng với 49 cứ điểm phòng thủ. Phân khu trung tâm Điện Biên Phủ gồm có 5 quả đồi và có rừng bao phủ, và phía dưới là cánh đồng Mường Thanh hình trái tim. Cái khó cho phía Việt Nam là làm thế nào để tấn công phân khu trung tâm và cứ điểm phía Nam qua một đồng bằng trống không trong tầm đạn pháo hạng nặng và được bảo vệ bằng xe tăng. Nhưng bộ não thông minh của tướng Giáp đã nghĩ ra cách. Câu trả lời là đường hầm và giao thông hào. Việc đào hầm và hào đã được bắt đầu trong những tháng mùa đông, chủ yếu là vào ban đêm. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, họ làm việc miệt mài, không mệt mỏi, chỉ có tiếng cuốc bổ và đất rơi, nhưng đầy quyết tâm mà không mất đi một tâm hồn lãng mạn. Trận chiến vĩ đại khai màn vào ngày 13 tháng 3 năm 1954. Và ngày trước đó, đại tá De Castri đề nghị tăng thêm 3 tiểu đoàn, nhưng ông ta không hề biết rằng Việt Minh đã hoàn thành đáng kể hệ thống đường hầm và pháo hỏa lực mạnh của họ giờ đây đã bao vây thung lũng cùng bãi đáp máy bay của Pháp. 3 tiểu đoàn hay bao nhiêu đi chăng nữa cũng không quan trọng, bởi nguồn tiếp viện lương thực, vũ khí và nhu yếu phẩm của họ mới là thứ mà Việt Minh nhắm vào. Phía Việt Nam bắt đầu cuộc tấn công quyết định vào chiều cùng ngày, thời điểm đủ muộn để khiến Pháp không thể cầu viện hàng không trước khi trời tối. Trung tướng Ren Kony, một viên chỉ huy ba hoa của Nava ở Hà Nội, đã để lộ một số bí mật quân sự cho báo giới ở Paris, trong đó có cả việc Pháp đã biết những nhất cử nhất động của quân Việt Minh. Ngay sau khi biết tin này, tướng Giáp đã đổi mật mã tín hiệu và một số chiến lược quân sự. Sáng ngày 12 tháng 3, Kony đến thăm Điện Biên Phủ lần cuối để đánh giá công tác chuẩn bị. Ông ta nhìn thấy rất nhiều đường giao thông hào trước vị trí của Pháp. Đứng trên một ngọn đồi,
cô Nhi dường như đã nhận ra một điều gì đó. Người Pháp muốn dụ quân Việt Minh tới Điện Biên, thế nhưng đánh như thế nào thì lại do phía Việt Minh quyết định. Những đường giao thông hào như siết chặt cái thòng lọng vào cổ Điện Biên cũng giống như sự cô lập của quân ngoại bang ở đất nước của người Việt Nam. Đòn sấm sét Điện Biên Phủ. Đó là một buổi sáng thứ bảy, ngày 13 tháng 3. Trời nhiều mây, không khí lạnh và ẩm ướt, toàn bộ khu rừng phủ một sắc xanh yên bình. Trên những tán cây phủ kín các con dốc chạy vòng vèo quanh sườn đồi, chim núi líu lo hót. Một tiếng nổ đột ngột xé toang sự yên tĩnh của thung lũng, khiến lũ thú rừng chạy tan tác. Bằng trọng pháo được bố trí từ trên những đỉnh đồi cao, Việt Minh bắt đầu nã xuống sân bay Mường Thanh. Người Pháp bắt đầu bất ngờ về khả năng tác xạ chính xác đến vậy của pháo binh Việt Minh. Đến giữa trưa, ba chiếc máy bay đã bốc cháy, còn những chiếc khác cùng chung số phận bị hư hỏng nặng. Đối với quân Pháp, điều thậm chí còn nghiêm trọng hơn là đường băng, đường sinh mệnh của lực lượng này đã bị tàn phá. Một đại đội và hai xe tăng của Pháp đã bắn trả, trong khi Việt Minh tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào những bãi đáp của máy bay và cụm cứ điểm Bơ Chai nằm gần bản Him Lam ở phía Bắc. Lúc 1 giờ giữa chiều, các đợt bắn phá nhằm vào cụm cứ điểm Him Lam ngày càng tăng về khối lượng và tiếp diễn trong 2 giờ đồng hồ không nghỉ. Viên đại tá Pháp chỉ huy cứ điểm này cùng chỉ huy pháo của ông ta đã bị giết vì pháo dội trúng bong ke nơi hai người này trú ẩn. Nhân viên liên lạc của Pháp cố cầu viện sự hỗ trợ của trọng pháo, nhưng đường dây liên lạc đã tê liệt. Khốn khổ với những rắc rối của hệ thống cung cấp nhiên liệu từ đêm trước đó, các lính Pháp giờ đây không thể phản ứng lại cuộc tấn công quy mô cực kỳ lớn này. Lúc 5 giờ 30 phút, mọi quả đồi dường như nổi hẳn lên giữa chân trời phủ một màu vàng cam. Cũng bất ngờ như lúc trước, cả sườn đồi Him Lam ngập tràn lính Việt Minh trong bộ quân phục màu xanh lá cây và những chiếc mũ kết bằng lá dừa. Lặng lẽ, họ nhô lên từ những đường giao thông hào lượn quanh chân đồi. Choáng váng trước cảnh tượng này, lính Pháp cố gắng tấn công lại bằng trọng pháo, nhưng đã quá muộn. Quân Việt Minh đông hơn và cứ điểm đã bị chiếm. Một cảnh tượng khiến phía Pháp phải sửng sốt đến mức quân Pháp mất hết tinh thần. Lúc 7 giờ rưỡi tối, khi bóng đêm đổ xuống, Việt Minh đã bắn pháo trúng vào các kho nhiên liệu và bom napalm của Pháp. Những cột lửa vàng nhanh chóng bốc cao và thắp sáng rực cả bầu trời. Đám cháy lớn kéo dài suốt đêm đó. Đến 10 giờ rưỡi đêm, nhiệt độ đã giảm mang theo sương giá. Trong đêm tối, trọng pháo nhằm hướng các cụm cứ điểm của Pháp, cay sới mặt đất, đánh sập các hầm trú ẩn, san bằng hào giao thông, phá hỏng các loại vũ khí, tiêu diệt và làm bị thương nhiều lính Pháp. Bên trong các hầm chỉ huy, mặt đất dường như đang chao đảo dữ dội. Những bong ke rung lắc và di chuyển tới lui. Đồ đạc thì va vào nhau, rơi xuống đất và người thì dẫm đạp lên nhau. Toàn bộ lính Pháp khiếp đảm cực độ trước sức mạnh kinh hoàng từ pháo của Việt Minh và các vị trí bắn pháo của họ. Mà đây thì mới chỉ là ngày đầu tiên của cuộc chiến. Nửa đêm, pháo ngừng bắn. Đại tá Mạc Ninh, giờ đây là chỉ huy của cụm cứ điểm Him Lam, gửi thông điệp cho đại tá De Castri. Theo lệnh từ chỉ huy của chúng tôi thông báo với ông rằng lúc 8 giờ sáng mai, ông và những người của ông được phép đưa một trung đội không vũ trang và các máy bay cứu thương đến thu nhặt những người bị thương. Phải có người cầm cờ trắng trước khi tiến vào Him Lam. Đại tá De Castri đối mặt với cơn khủng hoảng với rất ít sự trợ giúp từ các chỉ huy. Trung tá Keller, tham mưu trưởng, bị suy nhược thần kinh và ẩn náu dưới căn hầm trú ẩn sâu nhất. Đại tá Pirot suy sụp nặng, trao toàn quyền chỉ huy lực lượng pháo binh cho người phó của ông. Trung tá Langlais, chỉ huy chiến dịch, cuống cuồng và gần như hóa điên. Thậm chí, cô thư ký riêng của De Castri là Beaugrier cũng đã bị thương nặng. Sáng ngày 14 tháng 3, khi mặt trời lên, trại trung tâm tĩnh lặng và bao trùm cảm giác lạnh lẽo. Những binh sĩ Pháp nhìn chăm chăm vào đống hoang tàn do bom mìn cày phá. Toàn bộ mặt đất lỗ chỗ những hố sâu, phương tiện đi lại thì bị phá hỏng, những bao cát vỡ văng tung tóe, những hộp đạn pháo, những bàn ghế, đèn, hộp, can, vỏ đồ hộp lăn lóc khắp nơi. Không khí đặc quánh mùi của xăng và than cháy. Một nhóm lính Lê Dương đang thu nhặt những xác chết trước khi chuyển vào nhà xác ngay đằng sau bệnh viện dã chiến. Nhà xác là một căn hầm trú ẩn sơ sài, chất đầy những chiếc ván quan tài. Và giờ thì nó chất đầy xác chết đặt la liệt dưới nền đất trơ trụi. Nhiều người bị thương nằm trên cáng
và chờ đợi. Cha tuyên úy Tri Khan của đội quân Liên Dương cùng một sĩ quan quân y và ba xe vận chuyển treo cờ chữ thập đỏ đi nhặt những xác của lính Liên Dương nằm quanh các căn cứ. Thiếu tá bác sĩ Paul Gorin đã yêu cầu một máy bay đặc biệt chở một số người bị thương nặng và cô Bogier rời khỏi Điện Biên Phủ để điều trị. Sáng sớm ngày 15 tháng 3, Việt Minh đã hoàn toàn kiểm soát một cứ điểm khác là Gabriel, tức Đồi Độc Lập, ở phía Bắc. Một số sĩ quan Pháp có dấu hiệu rối loạn và suy sụp. Giữa đêm, đại tá Perrot đã tự tử bằng lựu đạn. Không thể chuyển những người chết đến nghĩa trang đã được chuẩn bị sẵn. Ngày 18 tháng 3, đại tá De Castri đã lệnh rằng những người bị chết khi làm nhiệm vụ sẽ được chôn ngay tại chiến trường trong một hố chôn tập thể bằng máy ủi. Trong cuộc điện đàm qua radio với Trung tướng Cogny vào ngày 19 tháng 3, đại tá De Castri thông báo với ông này rằng cứ điểm Isabelli, tức Hồng Cúm, ở phía nam Lòng Chảo sẽ bị Việt Minh chiếm giữ bất kỳ lúc nào. 5 ngày sau đó, Trung tá Keller đã được lặng lẽ rời khỏi Điện Biên Phủ trên một chuyến bay cứu thương. Khi cơn khủng hoảng của Pháp nghiêm trọng hơn thì chính phủ Mỹ mới khẩn cấp trợ giúp. Ngày 24 tháng 3, trong chiến dịch Chim Kền Kền, lính Mỹ đã được triển khai cùng với 60 máy bay B-29 từ căn cứ không quân Viễn Đông ở Philippines. Chúng bắt đầu rộ bom vào các tuyến đường tiếp tế của Việt Minh dẫn đến Điện Biên Phủ. Trong 3 ngày đêm liên tục, lực lượng phối hợp của Pháp và Mỹ đã tiến hành 750 cuộc công kích dữ dội vào khu vực Việt Minh, giết hại hàng nghìn người, gồm cả phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi tham gia công tác hậu cần bằng xe thổ. Con voi dễ chết. Bất chấp những tổn thất nặng nề sau các cuộc không kích, sáng sớm ngày 30 tháng 3, Việt Minh bắt đầu đợt tổng công kích thứ hai với một loạt các cuộc tấn công nhằm vào phân khu trung tâm Điện Biên Phủ, cuộc chiến trên 5 quả đồi. Cứ điểm Dominique bên bờ trái dòng sông Nậm Rốn nhanh chóng thất thủ. Một số đồn bốt trên những quả đồi bên phía đông của Lòng Chảo Điện Biên cũng rơi vào tay Việt Minh. Hai đại đội Pháp bảo vệ Dominique đã kiệt sức đến mức lính phải cố trốn sang bên kia con dốc để tìm nơi ẩn náu ở các vị trí còn có vẻ trụ được hơn ở phía bên dưới. Họ bị coi là những kẻ đào tẩu, chỉ huy của căn cứ phía dưới không chứa chấp, và sau đó những binh sĩ này đã bị hỏa lực của Việt Minh tiêu diệt. Tại bệnh viện dã chiến, mỗi ngày bác sĩ Grawin tiếp nhận 750 binh sĩ bị thương nặng, và trong 3 ngày đêm liên tục, ông cùng với các bác sĩ khác không ngơi tay phẫu thuật. Máy bay được ưu tiên để chuyển một lượng lớn máu và huyết tương cũng như các thiết bị thay thế cho các máy chụp X-quang. Tuy nhiên, do những vấn đề như bảo quản lạnh và do hàng bị hỏng khi thả dù, những nhu cầu khẩn cấp này không được đáp ứng. Ngày 30 tháng 3, tướng Nava đặt chân đến Hà Nội để đánh giá tình hình. Gió mùa bắt đầu về và thung lũng biến thành một vũng sình lầy. Các phương tiện cấp cứu giờ đây gặp phải những khó khăn lớn trong việc tiếp cận với bệnh viện của bác sĩ Grawin để cấp cứu các trường hợp khẩn cấp. Tuần đầu tiên của tháng 4, quân đội Pháp biết các đường dây liên lạc trên chiến trường đã dần bị cắt hết, nhiều nơi không thể nhận được lệnh, cảnh báo hay thông tin từ cấp trên. Họ rơi vào hoảng loạn, Việt Minh đã kiểm soát thêm nhiều cứ điểm và căn cứ. Họ tiếp tục các cuộc tấn công vào những bãi đáp của máy bay. Và từ ngày 27 tháng 3, những bãi đáp này đã trở nên vô dụng. Nỗ lực cuối cùng của người Pháp vận chuyển những người bị thương khỏi Điện Biên Phủ là vào sáng ngày 28 tháng 3. Sáng đó, sau khi bốc 25 trường hợp bị thương nặng, nhân viên kỹ thuật phát hiện máy bay đã bị hỏng. Một sĩ quan chỉ huy ở Hà Nội gửi điện qua radio rằng ông ta sẽ bay đến để đón phi hành đoàn vào tối hôm sau. Thế nhưng, lời hứa này đã không thể thực hiện. Việt Minh đã tiêu diệt tổng cộng 62 máy bay của Pháp và Mỹ tại Điện Biên Phủ. Trung tuần tháng 4, Việt Minh giành chiến thắng hoàn toàn và gọi những gì còn lại của cuộc đối đầu là con voi đang chảy máu và chết dần. Giữa các đợt pháo yểm hộ, loa của Việt Minh bắt đầu phát thông điệp cho quân Pháp dọc thung lũng, thuyết phục quân của tướng De Castri đầu hàng. Nhìn thấy rõ sự thất bại của người Pháp, ngày 14 tháng 4, John Foster Dulles đã chỉnh các lãnh đạo trong Quốc hội đề xuất của ông ta là dùng vũ khí nguyên tử để tiêu diệt Việt Minh tại Điện Biên Phủ. Đề xuất này đã được thảo luận nghiêm túc, nhưng Lyndon Johnson, thủ lĩnh phe đa số trong Thượng viện Mỹ, lập luận rằng vũ khí này sẽ quét sạch quân đội của cả hai phe, vì không thể tính được bao nhiêu đơn vị lính Pháp có thể sống sót trong một cuộc tấn công bằng bom nguyên tử, và kế hoạch này đã bị hủy bỏ.
Đại tá Christian de Castri đã được thăng cấp lên chuẩn tướng vào ngày 16 tháng 4. Một số chỉ huy khác trên chiến trường này, trong đó có trung tá Langlais, cũng được thăng chức. Có lẽ đó là một quyết định chính trị. Trong nhiều tuần, báo chí Paris đã ca ngợi binh sĩ Pháp vì hàng rào phòng thủ anh hùng ở thuộc địa Viễn Đông của Pháp, trong khi dư luận của Pháp thì theo dõi mọi động thái ở Điện Biên Phủ với nỗi kinh sợ. Sân bay Mường Thanh bị vô hiệu hóa, Pháp phải dùng dù thả quân vào ban đêm, còn thực phẩm và đạn dược vào ban ngày. Tuy nhiên, Pháp không thể duy trì được các hoạt động tiếp tế. Gió mạnh khiến nhiều dù thả đồ tiếp tế bay sang trận địa bao vây do phía Việt Nam kiểm soát. Quân Việt Minh cũng dùng súng phòng không bắn hạ những dù này. Vấn đề chính là việc cung cấp dù. Pháp thì không lường trước được rằng họ cần tới 1.000 dù mỗi ngày và mỗi chiếc chỉ dùng được có một lần. Phía Pháp hết dù cho quân tiếp viện vào ngày 27 tháng 3. Nhóm cố vấn hỗ trợ quân sự Mỹ MAAG ở Sài Gòn do Trung tướng O. Daniel cầm đầu đã phải khẩn trương tổ chức không vận 60.000 chiếc dù đến Điện Biên Phủ từ các căn cứ ở Nhật Bản và Philippines để đáp ứng yêu cầu của Pháp. Ngày 1 tháng 5, Việt Minh phát động cuộc tổng tấn công thứ 3 với một loạt các cuộc tấn công dữ dội và một cuộc tấn công ồ ạt bằng pháo nhằm vào căn cứ ở phía Nam và phía Đông. Họ đã chiếm giữ được các cụm cứ điểm phía Đông, Enien. Qua đường radio, đại tá Langlais yêu cầu đại tá Sovanak khẩn trương tăng viện một đại đội lính dù. Ông ta hy vọng chiếm lại được quả đồi phía Đông và bảo vệ được phân khu trung tâm. Nhưng Sovanak đáp lại là không thể đáp ứng được yêu cầu này. Đại tá Langlais hét lên tức giận và tuyệt vọng. Chúng tôi vẫn sẽ thắng trận này mà không cần ông và bất cần ông. Đây là thông điệp cuối cùng của tôi và tôi sẽ không bao giờ nói với ông nữa. Ngày hôm sau, tướng de Castri nhận được tin xác nhận là có 450 lính dù được tiếp viện. Số lính này sẽ đến vào ngày 7 tháng 5. Chiều cùng ngày, dưới trời mưa nặng hạt, Việt Minh đánh phá cụm cứ điểm Isabelli ở Hồng Cúm. Quân Pháp đóng tại Isabelli chỉ còn lại 6 trên tổng số 11 khẩu pháo là có thể bắn trả. Mưa tiếp tục chút và nguồn cung cấp từ máy bay đã bị chặn. Khẩu phần đồ hộp chỉ còn đủ dùng trong 3 ngày. Lính Pháp đối mặt với nguy cơ đói và khát. Những đầm lầy dưới chân đồi đặc khói thuốc. Ngày 3 tháng 5, Cogny đề nghị với de Castri một cuộc hành binh phá vây mang bí danh Apachos, tức Hải Âu Lớn, khi đa số các chỉ huy của Pháp đã không còn nhuệ khí chiến đấu. Tuy nhiên, de Castri đã từ chối. Ông ta quyết định ở lại đến cùng với những binh sĩ bị thương vì cho rằng danh dự quân đội chính là việc cứu sống được bao nhiêu mạng lính và giảm thiểu thương vong cho họ. Ngoài vật lộn với con số thương vong, de Castri còn phải đối phó với tâm lý thất vọng cực độ khi thiếu đạn dược, lương thực và thuốc men cần thiết. Đau đầu khi những hoạt động tiếp tế của lực lượng lính dù không ổn định, viên chỉ huy này cũng gặp những vấn đề nghiêm trọng với chính quyền Pháp. Chiều mưa ngày 4 tháng 5, khi cứ điểm Huguette đang hứng chịu những đợt dội phá hạng nặng của lực lượng Việt Minh, de Castri đã gửi bức thư tuyệt vọng cho sở chỉ huy Pháp ở Hà Nội. Chúng tôi không có đủ đạn dược để chặn các cuộc tấn công hay các đợt bắn phá liên miên của Việt Minh. Dường như không có nỗ lực nào giúp chúng tôi khắc phục tình thế. Tôi đã báo cáo về nguy cơ đối với đội bay, nhưng binh lính của chúng tôi ở đây còn phải chịu vô vàn những hiểm nguy khủng khiếp hơn nhiều. Không thể có kiểu đối xử khắt khe với người này nhưng lại rộng rãi với người kia được. Việc thả dù đồ tiếp viện vào ban đêm phải bắt đầu lúc 8 giờ tối thay vì lúc 11 giờ. Thời gian buổi sáng đã không thể làm được gì vì sương mù và do kế hoạch thả đồ tiếp viện trong khoảng thời gian cách nhau dài giữa các máy bay. Tôi rất cần các hoạt động tiếp viện với số lượng lớn. Tôi không thể hy vọng lấy lại được, thậm chí là chỉ một nửa số đồ được thả xuống. Mặc dù số lượng đồ được gửi cho tôi chỉ là một phần rất nhỏ những gì mà tôi yêu cầu. Tôi không có gì để duy trì tinh thần những binh sĩ của mình. Những người được yêu cầu phải có nỗ lực phi thường. Tôi không dám đi gặp họ với hai bàn tay không. Giông tố lại càng khiến cảnh khốn khổ trong tuần cuối cùng thêm thê lương. Hiệu ứng tích lũy của những đợt bắn phá và lũ lụt đã khiến chiến trường như một đầm lầy đầy rác rưởi và xác chết. Kẻ thù mới của quân Pháp, bùn lầy giờ đây đã ngập đến đầu gối. Bên ngoài bong ke, mưa tiếp tục nhiều chút, trời chuyển giông lớn ngay sau đó. Tối đó, 32 lính Pháp tuần tra bên ngoài cứ điểm Hồng Cúm về phía Tây, tất cả đều đã bị Việt Minh tiêu diệt. Hai tổ lái C-119 của Mỹ
do James McGovern chỉ huy đã tình nguyện bay tầm thấp để thả đạn dược xuống hầm cúm. Sáng mùng 6 tháng 5, bầu trời trong xanh ấm áp, hai chiếc C-119 đến Điện Biên Phủ. Bộ đội Việt Nam sẵn sàng bắn hạ bằng súng phòng không. Máy bay đầu tiên do phi công Art Wilson lái bị bắn trúng đuôi. Wilson mất kiểm soát nhưng vẫn trốn thoát và hạ cánh được xuống sân bay Cát Bi. Máy bay của McGovern bị bắn trúng động cơ và đuôi. Cả McGovern và lái phụ thiệt mạng vì chính lượng đạn dược mà chúng chở trên máy bay. Trận quan trọng với tướng Giáp trong những ngày cuối cùng này là cuộc tấn công vào cứ điểm gần bờ trái sông Nậm Rốn, có nhiệm vụ bảo vệ cứ điểm chỉ huy trung tâm. Trong số 49 cứ điểm phòng thủ, đây là một cứ điểm mà Pháp gọi là cổ họng Điện Biên Phủ, cũng là nơi mà Pháp gánh tổn thất lớn. Tướng Giáp phát hiện rằng quân Pháp vào quả đồi này là phải qua một pháo đài được xây dựng từ nhiều năm trước đây. Trong 16 ngày, lực lượng công binh của Việt Minh đã đào một hầm ngầm tới quả đồi. Đến được cứ điểm lúc 8 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5, họ đã cho nổ một tấn thuốc hất tung hệ thống hầm ngầm cuối cùng. Vụ nổ lớn hơn và mạnh hơn bất kỳ vụ nào trước đó. Trước nửa đêm, Việt Minh đã chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát cứ điểm này. Quân tiếp viện Việt Minh từ các chiến hào bắt đầu ảo lên dọc các sườn dốc tràn lên quả đồi cuối cùng. Sáng thứ 6, ngày 7 tháng 5, quân đội Việt Minh vẫy cờ đỏ sao vàng trên hầm chỉ huy của tướng De Castri. Tướng De Castri điện thoại cho vợ ở Paris chỉ với một thông điệp ngắn: đừng lo, anh đã bị bắt làm tù binh, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tuy nhiên, cô Nhi nói với De Castri qua đường truyền radio từ Hà Nội và chỉ thị ông ta là không được đầu hàng. Ông bạn già, giờ đây phải kết thúc thôi, nhưng không phải bằng cách đầu hàng. Chúng ta không được phép làm như vậy, không được kéo cờ trắng, không được đầu hàng, đừng làm những hành động đáng xấu hổ. Được, tướng quân, ước muốn của tôi là bảo vệ những binh sĩ bị thương, De Castri trả lời trong nước mắt. Cô Nhi tiếp tục: tôi không có quyền cho phép ông đầu hàng hay làm những gì tốt nhất, nhưng cuộc chiến không được kết thúc với một chiếc cờ trắng. Ông hiểu không, ông bạn già? Được, thưa tướng quân. Từ chiều đến tối ngày 7 tháng 5, hơn 10.000 binh sĩ đói lả trong những bộ quần áo tả tơi và giày mục nát chậm chậm nhô lên từ thung lũng sâu. Việt Minh yêu cầu chuyển họ đến các trại tù binh cách đó vài trăm km. Nhiều người không thể, họ quá yếu. Hầu hết những người sống sót đều bị mất phương hướng do sống trong bom đạn quá lâu. Trận Điện Biên Phủ không chỉ là biểu tượng báo hiệu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Đông Dương, mà còn chấm dứt nhiều thế kỷ chủ nghĩa thực dân châu Âu thống trị cả thế giới. Like và tương tác của chúng mình trên Facebook tại fanpage Battlecry Người Kể Sử. Đường link mình có gắn phần mô tả vào top comment của video này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battlecry Khám Phá Thế Giới, nơi có những câu chuyện về lịch sử và địa chính trị thế giới vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn thích những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battlecry Thường Trường Ký Chuyện nhé. Đây là dự án mới nhất của team mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.